luyện tập cánh tay, ngồi quỳ theo tư thế kim cang tọa, chuẩn bị nâng mở hai cánh tay, tay phải nắm khuỷu tay trái hít vào, từ từ thở ra, cánh tay trái dần dần hạ ép xuống. Hãy giữ nhịp thở đều đặn. Chậm chậm thu tay trái về, đổi hướng ngược lại. Tay trái nắm vào khuỷu tay phải. Từ từ thở ra, cánh tay phải dần dần hạ ép xuống. Giữ yên tư thế của eo, lưng và cổ, để cho vai trái chịu một lực ép vừa phải. Hít vào, từ từ thu cánh tay phải về. Hai tay nắm hai khuỷu tay, mở rộng khuỷu tay về phía sau, nhẹ nhẹ ưỡn người ra phía sau. Thở ra, chậm chậm trở lại tư thế cũ, thu tay về, thả lòng người, điều chỉnh nhịp thở. Mời các bạn lặp lại. Hai cánh tay hướng lên trên, tay phải nắm giữ khuỷu tay trái. Thở ra, cánh tay trái từ từ hạ xuống, tay phải giữ căng ra phía sau đầu. Hít vào và thu tay trở lại từ từ, và làm như thế theo chiều ngược lại. Tay trái nắm vào khuỷu tay phải, thở ra, tay phải dần dần hạ xuống. Nhớ giữ nhịp thở cho đều đặn, để cho vai trái chịu một lực ép vừa phải. Thu tay phải về, hai tay nắm lấy hai khuỷu tay, hít vào, nhẹ nhàng ưỡn người ra phía sau, khuỷu tay mở rộng ra phía sau. Thở ra và từ từ thu hai tay về, hai tay thả lỏng trở lại tư thế cũ. Bài tập này có thể giúp làm săn chắc cơ bắp cánh tay, giúp các khớp tay mềm dẻo và linh hoạt, phòng ngừa bệnh viêm khớp.